Rồi, một, hai, ba. Hello. Ngọc Diệu qua lóc xin chào cả nhà. Con chào các ông bà, cô chú rồi. Bữa nay con đi đâu? Ông, con đi đâu nè? Bữa nay mình đi đâu? Hai mẹ con mình đi đâu nói coi. Đi tiệm mua bánh. Không, bây giờ mình đi ăn cái gì? Đám cưới. À, đây, cả nhà ơi, bữa nay hai mẹ con chuột đi ăn cưới, đi ăn ngày hôm qua nay. Cả nhà ngày hôm qua thì ăn đám nối, bữa nay hai mẹ con chuột ăn đám cưới nha. Giờ mời tất cả các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, em đi chuột, đi theo chuột bữa nay ăn đám cưới ở An Giang nha, ông bà, cô chú. Đây, ở đây thì đám bữa nay hai mẹ con em đi đám cưới ở, con đừng có le lử, xấu không bà, trời cô chú. Ừ, ở đó mà liêu liêu. Bữa nay thì hai mẹ con em đi về An Giang của bà chị thứ hai của em nha, chị thứ hai, bà chị thứ hai luôn. Là ba mẹ con em đi về ăn đám cưới về mày đi vô bà cô chú chị và bạn đi theo em ăn đám cưới nha. Bữa nay là cái ngày rước dâu, ngày hôm qua là cái ngày đưa dâu cả nhà. Ý bên ngoài hôm qua là ngày đám nối, đám nối là bên nhà trai qua nhà gái, còn bữa nay thì là bữa nay là bằng bên đây là đãi ăn. Còn cái phần mà đi rước dâu á thì bà chị em mới đi chứ không có đi, hai mẹ con em ở nhà rồi lúc mới bé đó. Dạ em mời tất cả các ông bà cô chú chị và các bạn đi ăn cái này ăn cưới với mẹ con em nha. Cháu nè, đây cháu em đánh của mình hình có được á, nắng rồi cả nhà, giấc này nắng nổi lên rồi con được đó má. Đây trời nắng không bà cô chú, còn chuột đi chuột có quậy không à nè, làm gì mà đứng coi hình là kỳ vậy, coi hình mà chống làm vậy hả. Rồi, còn cái phần này là cái phần cái dàn bưng mâm nha bà cô chú, là cái chai bạn đây. Đây là chú rể nha ông bà cô chú, đây là chú rể, ở đây là cha của chú rể, đây bên kia là mẹ của chú rể. Còn ở đây là cái phần mâm chậu bắp sen nha ông bà cô chú. Ở An Giang thì lúc nào cũng có mâm chậu bắp sen hết á. Ở trên thì cái bắp sen. Ở đây là về dùng An Giang là đám cưới là có phải có mâm chậu bắp sen mới được. Còn ở về Sóc Trăng thì với em thì không có. Đây, đây cả nhà ơi. Thành quả cái nhà của chị hai em đã trang trí đây, trang trí và tiền. Mướn trang trí hết luôn á ông bà cô chú, mướn hết luôn. Đây, đây là chị mướn hết nha cả nhà. Còn ở đây thì cái phần mâm bánh ha, trà đồ luôn. Đây, đây là giáp trà nè, cái đó bánh quá em không biết gì nữa ở nhà thấy không. À, ở đây chắc mới gụ nè, ở đây mới gụ nè, nước yến chỉ hết. Đây còn cái phần da tiên nó tươi, ở đây cặp đèn cày nha cả nhà, cặp đèn cày thì để bên nhà trai một cặp và lên nhà gái một cặp, hai cặp. Đây ông bà cô chú ơi, này là bên nhà gái cho phần cô dâu nè cả nhà, cả nhà cho cô dâu mình có một cái tủ đồ nha cả nhà, giao luôn. Bây giờ là tới cái phần mà chuẩn bị lại cho đăng mà đi á cả nhà, lại gia tiên đăng đi qua bên nhà gái sẵn bước mong đồ ra đây với cả nhà. Đây. Đây, cái phần này là chuẩn bị cho chụp hình làm kỷ niệm nên cho chú rể đi qua nhà gái nha ông bà cô chú. À đi nha bé trai, bé trai. Đứng cái đều bé trai. Đứng đây rồi con ơi, đứng ta lại vậy nè. Đúng rồi. Rồi, bác chú tập ơi, chú ông ơi, đánh nhiều con luôn nè, đánh tên lại vậy nè, đúng rồi. Đúng rồi, chú rải luôn, chú rải luôn, ok. Rồi, giờ này mình gỡ máy cho con nha. Rồi, nè. Rồi, lại nè.
Đi vô trống bắt cho tiếng giùm nó rồi giùm nhà hai coi. Chờ chút xíu mẹ quay phim chút. Đó hả? Đâu? Con đi ra đi chuột. Trời ơi, chuột kìa. Không phải, con không có đi, con có đi, con có chụp hình. Trời ơi. Con đi ra đi, không có chụp hình. Các bạn thấy người qua kêu chụp hình, ai lại chụp hình nữa. Rồi, ok rồi, giờ mình tạm nha. Rồi, gõ máy cho mẹ luôn nè. Bây giờ ra cổng nha cả nhà chụp hình lưu niệm ở cổng, nãy là ở trong nhà. Rồi đúng rồi. Rồi anh trai ơi, bên ông á để cưng cái giữa đó cho em à. Rồi ok, đó rồi, giờ mình ngó máy giùm em nè. Giờ trời nắng nè. Quá trời nắng nè. Tắm nữa nè. Rồi chú để đi trước, rồi thấy chú Phong, chú Đọc đi trước, chú để luôn. Chú Đọc mấy chú Đọc đi trước, chú để. Ừ. Ê, ăn ơi. Rồi khoan chậm chậm đi, xíu bắt tay bắt trái rồi, mẹ chú để ra đây, cái đứng trước nè. Rồi nó nghe nè, mình đi một hàng dài, đặt luôn cho mình, cứ ngoài luôn nghe. Rồi mẹ phải. Mấy bà già đâu hết rồi. Mấy bà già đâu hết rồi. Rồi hai bà đi nè, đi đi hàng ngang nghe, còn như mình đi hàng dọc con nghe, đi thẳng ra ngoài, đi sát, dắt con luôn, để nắng nha. Rồi tới luôn. Đi ra đi, ra đi. Đi ngang ngang nhau thì không được. Đi là nó qua giờ đâu. Đi hai chiếc đây, hai chiếc đây mà bốn đã. Rồi, chú để cái đầu xe này chú để. Chú để nữa đi xe cái này nè, xe này đi nè. Rồi chú để xe này. Rồi còn mấy kia đi xe bạn. Để vô hết để đây luôn nha. Ok, rồi. Hello, anh tao. Đi chơi chị, đi máy bên chơi chơi. Dạ. Cầm cho luôn. Em cái nè, giờ mấy anh chị em đi rước dâu, em không có đi rước dâu. Giờ hồi thì tới vần rước dâu về rồi em sẽ làm lễ sau ông bà cô chú nha. Dạ, rồi tất cả ông bà cô chú xem em hồi về cái phần làm lễ bên nhà trai như thế nào ha ông bà cô chú nha. À, bây giờ thì em đi vô, người ta đi vậy. Người ta bên kia tới mấy chị mà chị đi rước dâu, em không đi, em ở nhà không có quay. Đây nè, ở đây thì mới quay nè nó. Rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy tí chưa? Tí chồng bà đi đâu ạ? Tí khóc chưa? Tí sao khóc vậy cái tí? Bà đi ăn cháo mà nói là nãy ăn rồi đi làm gì nữa. Vậy hả? Chắc nói người ta còn nói chứ gì. Bây giờ thì em sẽ đi vô chút xíu nữa thì rước dâu về sẽ làm lễ bên nhà trai như thế nào em sẽ quay trong bà cô chú coi ha. Đây cả nhà ơi, hai mẹ con chuột đi ra ngoài đường đón xe cô dâu lại nha ông bà cô chú. Này xe cô dâu bà cô chú ơi, chuột ở đây làm gì? Ơi cả nhà ơi, đi lên đây mà chuột nó bệnh, mấy ngày nay nó bệnh đó cả nhà. Cô dâu đâu nè? Ở nhà thì không ai giữ mà làm hai mẹ con cô dâu như thế nào. Chuột cô dâu chưa tới, chút xíu cô dâu tới. À, đi đi lên đây. Xe cô dâu tới rồi, xe cô dâu. Cô dâu đâu vậy? Nó cô dâu đó. Đứng đón cô dâu nè, nó thấy cô dâu chưa? Nó. Xứng đôi, xứng đôi, cô dâu chú rể xứng đôi ra. Ờ đi đi qua đây, giờ mình đi qua đây. Vô trong đây luôn hả, là chụp hình, chờ đây chụp hình. Đây chụp hình. Đi qua đây cái gì? Nam nữ, nữ. Rồi, còn mấy nam nam đứng chung được rồi, vậy cũng được, nó vậy cũng được rồi. Rồi, ok.
Còn qua đi con ngờ cái chỗ này xíu. Dạ, để cho đi qua. Rồi, với là mình ơi, ngó máy cho con nè. 2, 3, giữ nguyên cho con nha. Con xin tắm nữa nè. Rồi, vô trong luôn đi. Còn đây là dàn nhà gái bưng đồ qua cho nhà cô dâu nè, là để đây thì một đây có hoàn gói và nón ông bà cô chú và đồ đó, là đồ của cô gái dâu đang vô. Ở trong đây thì đương thằng chị Hậu trong phòng á, cô đi vô chị Hậu trong phòng á, chị Hậu trong phòng á, đi vô trong chị Hậu kìa, chị Hậu kìa đó. Đây chị, đây sắp xếp rồi, sắp xếp rồi đang để ngồi đang mà làm lễ cho ông bà cô chú. Còn ở đây thì phần khách quan đó, khách quan lại đãi bên nhà gái qua với khách bên nhà trai luôn. Thành chưa? Xin nhau mời uống nước nha ông bà cô chú. Xin nhau mời ông bà. Đây, mời ông bánh uống nước nhà trai, mời nhà gái. Chào quý vị, quý khách thân mến. Hôm nay là ngày 19 tháng 9. Từ tại Tư Gia, ông Đổng Văn Long có làm lễ tân hôn cho con Thanh Mừng, Chánh Viên cùng Thanh Thủy. Vị thân trọng kính mời hai bên tham gia ra đồng lễ lên đường này. Thằng lo ra ngoài đó, cũng dùm ba cây hương đây. Trời ơi, nằm dùm ba cây. Nè, hút dùm ba cây hương. Chị có gì thông không? Rồi, giờ tới có phần thưởng hương với những răng cả nhà. Hai bên thân gia đình lễ của quyền xã trong xã ngoài. Rồi, vậy là mình ngó máy cho con nha. 2, 3, hãy quay vô trong. Quay vô trong. Lòng xá thì xá đi. Giới Nguyễn. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 á, làm lễ tân hôn cho con. Nhờ ơn trên, cũng quyền thất khẩu ông bà hộ cho cô trẻ sống trăm năm hạnh phúc. Vì làm ăn có lý, mua vàng cái ký. Rồi thấy xong rồi đầu cầm lên hơn lâm dựng đây, cầm hơn rồi lại làm bốn lễ quay qua ngoài để đàng hoàng, cái từ rồi nhẹ nhàng thôi, sắt vô cho nó dựa trong đó rồi ok, rồi cầm hơn đó. Nhỏ đi xuất vô trong giạc đi. Nhưng lễ nhị lễ tam lễ tứ lễ mày đứng ra đây rồi mày hôm nay hôm nay đậu ăn rồi. Phần tiếp theo chương trình trong buổi lễ hôm nay, tân trọng kính mời cô dâu chú rể ra làm lễ bay đường. Chờ ông ai chút đi. Đâu có làm gì đâu, bắt quạt đây cho mát không? Quay vô xá trong. Quay vô xá trong. Hai xá. Quay qua bên ngoài. Hai xá.
quay vô bên trong làm lễ bắt đầu bốn bể. Cô dâu ơi xuống đi rồi chờ chú rể lên. Nhắc đi đứng rồi đó nè. Hả? Ừ. Chút xíu mẹ chụp cho. Ừ. Đây quay nó tối thui. Làm tin rồi mà sao? Dạ, hai xóa là quay bên ngoài. Kính mời. Rồi xong mời quý vị ngồi xuống an toàn. Phần tiếp theo chương trình trong cuộc đời hôm nay, tân trọng kính mời ông bà nội ngoại đây để cho cô dâu chú rể dân vụ. Kính mời ông bà nội ngoại. Chú rể dân vụ mình lấy một tay màu vàng. Chào các chú rể cho ông bà để ngồi chọn đi. Kêu người phải có người chăm chăm người thêm và kêu người góp đủ chăm chăm người thêm chạy ra ngoài 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 con trả về đi đi cũ rồi thế là chạy chết chung hai giá con. Bà nội ngoại xin kính mời ông bà cô bác của chú rể. Ai là ông bà cô bác của chú rể? Kính mời ở đây ông bà cô bác của chú rể. Ông bà cô bác của chú rể. Thôi chế đi, chế đi. Để cho tôi cháu con bà. Cho tôi đi, cho tôi em. Thôi, khỏi rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ mới châu. Chai này cái khách chúng tôi mới nhận. Nghe qua ai thì cũng mừng. Vì đã có tất cả hôm nay cũng mừng. Nhưng cũng giống như thế. Chắc là mình có ba. Ủa, bà có khi sống không vậy? Ừ. Còn đông lắm, bà bắt đông lắm. Chưa lấy cho mẹ đâu. Chưa tới cha mẹ đâu, không bà cô bác được à, với cô sáu mà ngoài và nhà bà cô bác Dân vụ bên đây nè. Thằng năm triệu đó nhau.
3 triệu hả? Tao lại có tính nói 5 triệu rồi. Chú từ. Phải không? Chịu quên nha. 5 triệu nói vậy. Rồi. Ảo ngủ rồi đó. Rồi, tính 5 ghi 5 triệu rồi. 5 triệu mà mấy triệu? 38 mấy gì? Bà con đông á, bà cô chú. Đám mà đám của chị bà con đông đi chịu lại. Tên gì? Tên gì? Chịu lại đông rồi dính gửi rồi Nãy mới dựng năm. Nãy mới dựng năm rồi bây giờ dựng năm nữa đó. Cái này nè. Đúng rồi, có thiệp có tên. À, thiệp thì không sao. Tiền đó thì ghi. Tiền thì ghi. Có đó là cái gì tên gì đó luôn bỏ rồi. Bảy liệt gì đó. Sóc Trăng để chữ T để chữ S chữ T. Kèm vô chữ S chữ T là Sóc Trăng đó. Quá trời. Rồi. Rồi lên cầm ký đi. Thôi vậy là làm ăn làm giàu rồi đó, lớp đi tiền lớp cho nhẫn nữa là vậy là làm giàu rồi đó. Em vô chụp hình với quá trời gửi tiền. Thôi vô ngoài đi tiền nhiều lắm. Đi đâu rẻ văn rượu cho trời ơi. Còn nữa hả? Tên được chưa? Tên được không? Một kiểu nha. Chú hai. Lấy rượu. Nó bây giờ nó thấy tiền cái nó qua cũng tốt nó qua rồi. Rồi giữ giữ nguyên đi chú ông ơi. Rồi đợi con xíu cho con cá nó rồi. Chúng cho 2600 năm mẫu bằng ăn có lý mua vàng cái ký luôn. À, chưa thầy mẹ cái hỏi tiếp theo con dâu chú rể nhất cụ dân cho cha mẹ anh chị là sao cha mẹ để tôi kêu rồi từng nào tôi kêu cái thằng đó mình ra tôi kêu mình tới ra anh chị là sao có thể là tất đó không có ở đâu mà quan động thứ tự để nó tự chết không á không có kêu là mẹ phải tự chết á anh chị là cứ hết rồi đó không còn ai nữa chứ lại được nhau à nở rồi vậy là thế luôn sao rồi sao luôn rồi ai sao chung hay sao không bỏ đâu rồi rồi mời về chỗ chạy chậm thì ra đó cái thằng đưa nó bỏ túi bỏ đâu phiêu thằng kìa hồi kiếm gặp không làm gì đám tiệc mà thiệt phải không phong đi phong rồi ngó máy giùm em nha. 2 3 thằng anh chị còn nữa không mời đến đây để cho em hút cụ để à nhớ phải gọi đó
Giá mấy triệu chắc giờ xây rồi vậy nào anh trọng mọi người chờ báo với hai bên được tập coi như là phần lễ hôm nay đã xong coi như thân thay mặt gia đình năm chú ông mời quý vị được gặp nhà gái sang bên này cùng bữa cơm thân mặt cùng với gia đình nhà trai ạ. Nào ở đâu đó nhà trả nó cho ta đi thôi mình giờ dọn cái bàn nào đâu mời ba cái bàn là bàn là lớn tập là không bàn nào rồi mời ai chuẩn bị qua đẩy cái đẩy bên đó nha rồi mời rồi. Bây giờ xong rồi mời nhà gái qua ăn cơm cái nhà cái phần làm lễ người ta đó không làm lễ thì ăn trước rồi cả nhà còn không có làm lễ thì qua sau thì này thì đi ăn cơm.